Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ A3 Auto có địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì bên em về thêm một chiếc sedan hạng sang đến từ Đức. Trước mặt quý vị anh chị và các bạn đây là một chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2016, tư nhân sử dụng và mang biển số Hà Nội anh chị nhé. Chiếc xe này của em thì cũng đã lăn bánh được 7 vạn km rồi. Xe thì mang ngoại thất là màu trắng và nội thất thì là màu đen ạ. C250 này thì nó là phân khúc ở giữa anh chị nhé, giữa của C-Class. Trên đó thì cao cấp hơn thì có C300, còn dưới C250 này thì còn có C200 anh chị và các bạn nhé. Đó, một chiếc xe hạng sang, giá lành loanh quanh chưa đến 700 triệu là anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc xe sang rồi, nổi bật giữa đám đông, chỉ có vài trăm thôi là anh chị đã có thể sở hữu được rồi. Và cái chất lượng đầu vào bên em thì đặc biệt với những chiếc xe hạng sang này thì bên em luôn luôn đặt lên hàng đầu, check test cực kỳ là kỹ càng. Khi mua xe bên em thì khuyến khích anh chị và các bạn nên mua xe ở một bên, nên check test ở một bên thứ ba, ví dụ là gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe anh chị nhé. Ngoài ra nếu như anh chị nào mà tài chính cũng không đủ để trả thắng những chiếc xe này bên em thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất là ưu đãi và giải ngân nhanh chóng cho anh chị và các bạn nhé. C250 này thì sẽ được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ option thế hệ mới rồi. Đó, thì sẽ được trang bị là ví dụ như là chúng ta có vành của Exclusive này. Đây là một cái vành đặc trưng của Exclusive, vành đa nan anh chị nhé. Một cái cụm đèn bi liếc Full LED Intelligent, có cái giải LED định vị ban ngày này. Đó. Mặt ca lăng thì ca lăng mở. Khi tắt máy đi thì sẽ có những cái thanh để nó chắn cho phía trước, mở ra thì khi để nổ thì nó sẽ mở ra để hút gió ở phía trước vào. Và chúng ta cũng có những cái cảm biến va chạm xung quanh xe này. Đó, rất là an toàn. Mà nói chung là với những chiếc xe hạng sang này thì đi cực kỳ là sướng rồi. Chỉ vài trăm thôi thì em nói thật anh chị và các bạn không tội gì phải đi những chiếc Elantra mới hoặc là phải đi những chiếc Mazda 3 cả. Đi C250 này anh chị cứ thử đi, thử một lần mua những chiếc, lái thử những chiếc xe sang này đi. Khi mà quay về những chiếc xe ví dụ như là của Hyundai hoặc là Kia thì cái cảm giác không còn được sung mãn như những như chiếc lái chiếc những chiếc xe sang này anh chị và các bạn nhé. Phần cốp xe này, cốp này thì đã là cốp điện rồi, 2016 thì là thế hệ mới rồi. Đó, cốp rất là rộng nhá. Dưới đây thì có những cái đồ vẫn còn nguyên đồ cho anh chị và các bạn luôn. Đó, cốp thì là cốp điện này. Xe thì mang một cái màu ngoại thất là màu trắng ngọc trai, một cái màu thì rất là được ưa chuộng, trung tính, dễ thanh khoản ở thị trường Việt Nam anh chị nhé. Cụm đèn hậu thì là thiết kế theo dạng hình cánh hạc này, full LED nhé. Đó, rất là đẹp, đi từ buổi tối thì nhìn mê cực kỳ luôn. Đi vào đến nội thất nhé. Nội thất thì chúng ta có một cái không gian nội thất vô cùng là sang trọng và lịch sự. Chúng ta có một cái vô lăng tích hợp các phím bấm đa chức năng, đàm thoại rảnh tay to nhỏ âm lượng này. Phía dưới đây thì có lễ chuyển số vô lăng, có những cái cần gạt ví dụ như là lim này, giới hạn tốc độ, cruise control. Điều chỉnh các hướng của vô lăng thì cũng là chỉnh điện anh chị nhé. Đèn auto, gạt mưa auto, số điện dưới vô lăng anh chị nhé. Đó, hai ghế lái và ghế phụ thì đều có 3 vị trí nhớ ghế này, 4 gương gập auto. Ở đây thì chúng ta có một cái màn hình khoảng 7 inch tích hợp các với chức năng của xe. Ghế rất là căng và bóng anh chị nhé. Cái phần yên ngựa này thì nhìn rất là sang trọng. Có núm xoay này, núm xoay hình bánh xe này, hoặc là có cảm ứng trên cái trackpad này nhá. Đây, cảm ứng đây ạ. Đó. Và có 5 chế độ lái này. Đây là điều chỉnh chế độ lái này, bật tắt cảm biến này, rèm điện này, điều chỉnh volume nhá. Đây là auto hold. C250 này thì được trang bị cả cửa sổ trời và hệ thống âm thanh giải trí là loa Boomaster nhá. Đó.
một cái hệ thống âm thanh giải trí thì vô cùng là hiện đại, vô cùng là ưa chuộng ở thị trường Việt Nam. Và những dòng Soundboom này thì là đặc trưng của những chiếc xe đến từ Mercedes-Benz rồi. Có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai này, và có rèm chắn nắng cho hàng ghế thứ hai. Thì là chỉnh tay thôi anh chị nhá. Và chiếc C250 sản xuất 2016 này em đang chào bán với giá là 690 triệu đồng. Giá cả thì vẫn còn có thể thương lượng và linh động được cho anh chị khi anh chị quay trực tiếp salon bên em, xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và nếu như anh chị nào mà đang tìm hiểu về những chiếc xe sang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị 24/7 ạ. Và cũng đến cuối video rồi, em xin phép được dừng video này đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo ạ.